My name is Mi. I'm living in Hanoi, Vietnam. Now we are working with Quip to create some recycled paper product. We can help them to develop the sample. We can help them to show their product to the people, and then we get order for them. Tôi tên là Sương, tôi đang làm hàng thủ công giấy tại làng nghề truyền thống của chúng tôi. Làm nghề thủ công truyền thống này nó có thể làm cho chúng tôi cảm thấy thú vị. Khi tự tay bàn tay của chúng tôi có thể làm ra những sản phẩm mà từ những cái tờ giấy báo cũ bình thường bỏ đi có thể làm lên những cái sản phẩm đẹp bán ra thị trường, giúp được những người thợ chúng tôi, những người nông dân của chúng tôi có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống của chúng tôi, nâng cao lên chất lượng cuộc sống. My name is Thu. I work as a filmmaking trainer for artisans for WIF. I train Sương, and she is one of the artisans. To me, training the artisans is a kind of amazing experience. Normally, I don't know how people make that kind of products, but now she is the one know how to make products, and she make video by herself. She belongs to this community, and she will show me how they make products, and later they will show other customers around the world. Tôi cảm thấy khi quay những cái sản phẩm lại thì có thể giữ lại được những cái khoảnh khắc đẹp. Khi lưu giữ được những cái hình ảnh, cái đôi bàn tay làm ra, có thể chia sẻ chúng với bạn bè thế giới, mang đến cho tất cả mọi người biết thêm được về một cái nghề thủ công.